Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin chính đáng chú ý. Thưa quý vị, chân voi là tên gọi của một khối chất phóng xạ rộng chừng 3 mét, bề mặt xù xì giống như vỏ cây, hình thành trong thảm họa hạt nhân năm 1986 tại nhà máy điện nguyên tử Chernobyl, nằm cách thủ đô Kiev của Ukraine khoảng 100 km về phía bắc. Nó được phát hiện vào tháng 12 năm 1986 ở tầng hầm dưới lò phản ứng số 4. Vật thể cực kỳ nguy hiểm này là một khối chất corium phóng xạ đậm đặc, hiếm khi được chụp ảnh. Cho đến tận ngày nay, đặt chân vào căn hầm nơi chân voi đang từ từ hạ nhiệt vẫn đồng nghĩa với bản án tử hình. Trong quá trình kiểm tra an toàn định kỳ tại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl vào ngày 26 tháng 4 năm 1986, lò phản ứng số 4 bỗng nhiên phát nổ, gây phản ứng liên hoàn tại đây. Sau vụ nổ đầu tiên, khoảng 600 công nhân được huy động đến để ngăn rò rỉ chất phóng xạ. Trong suốt 10 ngày, các thanh nhiên liệu hạt nhân vẫn tiếp tục cháy, thải ra không khí các phần tử chứa chất phóng xạ. Theo các chuyên gia, những phần tử phóng xạ này gây ô nhiễm tới 3/4 lãnh thổ châu Âu, nghiêm trọng nhất là tại Ukraine, Belarus và Nga, lúc đó vẫn nằm trong Liên bang Xô Viết. Trên 30 công nhân đã thiệt mạng vài tháng sau khi xảy ra sự cố. Hàng ngàn người đã mắc bệnh ung thư và các vấn đề sức khỏe trong những năm sau đó do tiếp xúc với lượng phóng xạ độc hại khổng lồ. Tuy nhiên, lượng phóng xạ đậm đặc lên đến 10.000 đơn vị rentgen một giờ do chân voi phát ra đủ mạnh để rút ngắn cuộc đời của bạn xuống còn vài ngày. Từ 5 đến 10 rentgen dẫn đến thay đổi công thức máu của một người. 70 rentgen gây nôn mửa và rụng tóc, từ 1.000 rentgen trở lên sẽ phá hủy niêm mạc ruột, dẫn đến tình trạng chảy máu trong và cuối cùng là tử vong. Để dễ hình dung hơn, bạn sẽ bị ngộ độc, nôn mửa, tiêu chảy, mất kiểm soát trong 30 giây tiếp xúc với khối phóng xạ. Bất kỳ ai lởn vởn gần nó quá 5 phút sẽ mất mạng trong 2 ngày sau đó. Điều này đã khiến khối vật chất rộng 3 mét trở thành vật thể nguy hiểm nhất từng tồn tại trên trái đất. Tại thời điểm khối chất corium này hình thành, nó nóng đến nỗi chảy nguyên cả lớp bê tông dày 2 mét. Người ta lo sợ rằng nếu tiếp tục ngấm xuống phía bên dưới, nó sẽ chảy vào đường nước ngầm dưới lò phản ứng, đầu độc toàn bộ nguồn nước ở phạm vi nhiều km xung quanh. Bản thân bức ảnh nổi tiếng về khối vật chất chính là một bí ẩn lịch sử do ông Arthur Konejev, phó giám đốc dự án Center Object, chụp bên dưới phòng phản ứng số 217 năm 1996. Center Object là một cấu trúc bê tông thép khổng lồ chứa 200 tấn corium, 30 tấn bụi phóng xạ, 16 tấn urani và plutoni tại Chernobyl. Ông Tim Lesbetter, người biên soạn thư viện ảnh kỹ thuật số cho dự án an toàn hạt nhân quốc tế thuộc Bộ Năng lượng Mỹ, không rõ ông lấy được những tấm ảnh này từ nguồn gốc nào. Toàn bộ thông tin ông nắm được là hình ảnh cho thấy ông Konejev đứng cạnh vật thể chết chóc nhất hành tinh. Giám đốc Arthur Konejev đã đến Chernobyl nhiều hơn bất kỳ ai, đồng nghĩa với việc bị nhiễm xạ nhiều nhất. Được biết, ông đã dựng máy ảnh hẹn giờ để chụp tấm hình đặc biệt này. Kết cấu mờ ảo, sần sùi của bức ảnh được cho là do bức xạ cực kỳ nguy hiểm của chân voi ngay cả khi nó hình thành từ 10 năm trước. Lần đầu tiên phát hiện, chân voi giải phóng ra lượng phóng xạ đủ mạnh để có thể khiến một người trưởng thành tử vong trong ít phút. Thậm chí đến ngày hôm nay, hơn 30 năm sau thảm họa, nó vẫn đang bị đốt nóng bởi sự phân rã phóng xạ và gây nguy hiểm cho sức khỏe con người. Nó quá cứng và đậm đặc, không có mũi khoan bình thường nào có thể xuyên thủng. Dù vậy, giới chức Nga từng thử nghiệm bắn súng AK-47 vào nó và gây một vài vết hư hại nhỏ trên bề mặt. Hiện nay, căn hầm ban đầu của Chernobyl đã bắt đầu sụp đổ. Cấu trúc thay thế nó trị giá 2,3 tỷ đô la Mỹ do Ngân hàng châu Âu tài trợ đã được dựng lên xung quanh, chôn vùi chân voi mãi mãi. Thưa quý vị, ở Trung Quốc có những vùng đất huyền bí vô cùng đáng sợ, gọi là cấm địa tử vong. Tương tự tam giác quỷ Bermuda ở châu Mỹ, những khu vực này thường xuất hiện rất nhiều hiện tượng kỳ lạ mà khoa học hiện đại cũng không thể giải thích. Đỉnh núi của núi Côn Lôn thẳng đứng, hùng vĩ tráng lệ, là núi thần của Trung Quốc cổ đại, được cho là vùng đất mà thần tiên sinh sống, chứa đầy màu sắc thần bí. Những câu chuyện cổ lưu truyền như Hằng Nga chạy vào cung trăng, Mục Thiên Tử Truyện, Tây Du Ký đều có tình tiết liên quan đến núi Côn Lôn. Vật đổi sao rời, đến thời đại khoa học công nghệ phát triển, núi Côn Lôn vẫn là một trong những vùng đất bí ẩn nhất Trung Quốc. Mà bí ẩn nhất trong số những bí ẩn phải kể đến thung lũng chết nằm ở trên núi Côn Lôn, được mọi người xem là cấm địa. Tương truyền rằng, những người chăn cừu có kinh nghiệm phong phú ở địa phương thà để cho những con cừu của mình chết đói vì không tìm được cỏ để ăn, cũng không cho chúng chạy vào trong thung lũng chết ăn cỏ. Bởi vì họ biết luôn tồn tại một tin đồn rằng thung lũng này có ma quỷ xuất hiện, một khi đã đi vào thì chắc chắn không thể đi ra. Tại phía tây huyện Đức Thanh, thành phố Hồ Châu, tỉnh Chiết Giang, có một địa điểm tham quan du lịch cấp quốc gia, núi Mà Can.
không chỉ có danh xưng là một trong tứ đại thắng cảnh tránh nóng, mà còn có truyền thuyết về tướng tài Can Tường Mạc Tà từng đúc kiếm tại nơi này. Núi Mạc Can cao khoảng 700m đến 750m so với mặt nước biển. Trong một năm, chỉ có khoảng thời gian vào cuối mùa thu, bạn mới có cơ hội nhìn thấy được cảnh tượng thần kỳ như vậy. Bạn sẽ không thấy được bất kỳ một cây trúc xào nào ở đây, nhưng lại có trên 30 loài rắn các loại. Những loài rắn này tập trung với nhau, trong đó có rất nhiều loại rắn độc. Nông dân địa phương ở núi Mạc Can nói rằng, trên đỉnh núi còn có một con xà vương màu đỏ. Còn có người kể lại rất sống động rằng họ đã từng nhìn thấy con xà vương. Núi Mạc Can còn được người ta gọi là Xà Sơn. Tương truyền rằng, chỉ cần có người đi đến đó, trên đỉnh núi sẽ xảy ra hiện tượng mây gió thay đổi, sau đó có mưa, đặc biệt là vào mùa thu. Vào thời điểm này, các loại rắn muôn màu muôn vẻ bắt đầu tập hợp lại với nhau để ngủ đông. Do vậy, đi vào mùa này có thể nhìn thấy nhiều loài rắn nhất, cũng có thể gặp được con xà vương. Vùng 30 độ vĩ Bắc là vĩ độ bí ẩn nhất trên thế giới. Vùng tam giác Bermuda ở Trung Mỹ cũng nằm trong vĩ độ này. Điều mọi người có thể không ngờ tới là ở Trung Quốc cũng có một nơi huyền bí nằm trên phạm vi của vĩ độ này, được gọi là tam giác Bermuda trên đất liền. Nơi này chính là hồ Mê Hồn trên núi Ngoa Ốc thuộc tỉnh Tứ Xuyên. Khu vực này rộng hơn 1.000 mẫu, tương đương 0,6 km2, khắp nơi đều được bao phủ bởi cây cối rậm rạp chen chúc nên không có đường đi. Có rất nhiều gò đất giống hệt nhau, vừa cao vừa rộng nên rất khó phân biệt được từng địa điểm. Sau khi tiến vào vùng đất này, người ta thường bị mất phương hướng, là bản không thể hoạt động, đồng hồ không chạy, đầu óc quay cuồng, chóng mặt. Có rất nhiều giả thiết được đưa ra xoay quanh những hiện tượng siêu nhiên xuất hiện trên hồ Mê Hồn, núi Ngoa Ốc. Một số người nói đây là bắt quái Mê Hồn Trận do Trương Lăng, người sáng lập giáo phái Ngũ Đấu Mễ Đạo trong đạo giáo Trung Quốc thời Đông Hán lập ra. Số khác cho rằng đây là do ảnh hưởng của từ trường tự nhiên dưới lòng đất. Lại có người nói rằng đó là do chướng khí của các loại gỗ bị chôn vùi dưới lòng đất. Do sự huyền bí đáng sợ mà khi khai phá núi Ngoa Ốc, chính quyền địa phương đã phải phong tỏa hồ Mê Hồn, quy định đây là một khu vực cấm nhằm tránh trường hợp khách du lịch vô tình đi lạc. Phan Dương là một hồ nước ngọt ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc. Đây là hồ nước ngọt lớn nhất Trung Quốc. Nó có chiều dài 173 km, chiều rộng tối đa 74 km và chu vi bờ lên tới 1.200 km. Vào mùa mưa, diện tích mặt hồ lên tới 4.000 km2, còn vào mùa khô chỉ còn dưới 1.000 km2. Từ lâu, Phan Dương được mệnh danh là Tam Giác Quỷ Phương Đông. Đã có nhiều tờ báo lớn của Trung Quốc đưa tin về sự nguy hiểm của nó. The Epoch Times đưa tin, trong suốt 60 năm qua, người ta đã thống kê được hơn 200 tàu và thuyền chìm trong hồ, khiến khoảng 1.600 người mất tích, chỉ có 30 người sống sót, song tất cả họ đều mắc bệnh tâm thần. Trong số những con tàu mất tích trong Tam Giác Quỷ Phương Đông này, có một chiếc nặng tới 2.000 tấn. Một tài liệu ghi chép lại rằng, 13 con tàu cùng gặp nạn tại đây vào ngày 3 tháng 8 năm 1985. Đây là sự kiện hiếm khi xảy ra trong lịch sử các vụ đắm tàu thế giới. Các thợ lặn chưa bao giờ tìm thấy những chiếc thuyền dù đã tìm kiếm rất nhiều lần. Ngoài ra, trên vùng hồ Phan Dương còn xảy ra vô số hiện tượng bí ẩn khác chưa có lời giải. Núi Lục Bàn nằm ở phía nam Ninh Hạ. Đây là một khu vực nổi tiếng với phong cảnh đẹp như tranh vẽ. Thời điểm huy hoàng nhất trong lịch sử núi Lục Bàn là khi Thành Cát Tư Hãn, Trường Kỳ đóng quân tại đây. Năm đó, quân đội nhà Nguyên chính là xuất phát từ nơi này mà đánh chiếm được rất nhiều lãnh thổ. Quỷ Môn Quan nằm gần sông Nhị Long, là vùng lõi của núi Lục Bàn, cũng là khu vực đáng sợ nhất ở nơi đây. Dân gian thường truyền nhau câu, Quỷ Môn Quan, núi bao vây núi, đi vào dễ, đi ra khó. Quỷ Môn Quan thường xuyên bị bao phủ bởi sương mù dày đặc, rất dễ làm cho người ta mất phương hướng. Buổi tối, gió thổi rít từng cơn, thỉnh thoảng kèm theo tiếng bước chân của thú rừng, lúc ẩn lúc hiện, khiến người ta không khỏi rùng mình. Biệt danh Hồ Dạ Xoa, Hồ Quỷ theo tiếng Tây Tạng có nghĩa là Hồ Đen Nhiễm Độc. Hồ Quỷ nằm ở quận Burang, thuộc địa khu Gari, là một nhánh được tách ra từ hồ nước ngọt Manasarova của Tây Tạng. Tuy nhiên, nó lại là hồ nước mặn, không có thực vật hay cá sống ở đây. Truyền thuyết đáng sợ nhất về hồ Rakshatan là khi nhìn từ trên cao xuống, hình dáng của nó giống như bộ da người bị lột. Tương truyền, hồ Rakshatan là lãnh địa của Lanka, vua quỷ 10 đầu. Theo quan niệm của người Tây Tạng,
Hồ có hình dạng lưỡi liềm, tượng trưng cho đêm tối, cho thế lực hắc ám. Người dân địa phương cũng nói rằng họ thường nghe thấy những tiếng kêu khóc thảm khốc, lúc trầm lúc bổng, khiến cho ai nghe thấy cũng phải sởn gai ốc. Hồ Lấp Nu hay còn gọi là La Bố Bạc là một nhóm các hố, hồ muối nhỏ nằm giữa sa mạc Taklamakan và sa mạc Kuruktak thuộc phía đông khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương. Đây từng là hồ nước mặn lớn thứ hai của Trung Quốc, là một di tích lịch sử đầy huy hoàng bởi nó từng là một bộ phận của con đường tơ lụa và là nơi tọa lạc của thành phố cổ Lâu Lan. Nhưng vì nhiều lý do mà ngày nay khu vực này chỉ còn là một vùng xác muối, rất nhiều chuyện kỳ ảo không thể lý giải đã xảy ra tại đây. Năm 1980, nhà khoa học nổi tiếng Trung Quốc Bành Gia Mộc mất tích trong một cuộc khảo sát. 16 năm sau, nhà thám hiểm Dư Thuần Thuận cũng gặp nạn tại đây, nên khu vực này càng đem lại cho con người cảm giác thần bí. Hồ Lấp Nu không có cây cối, không sông suối, nhiệt độ lên tới 70 độ C, khiến cho không có loài chim nào dám bay ngang qua đây. Một số đoạn video ghi lại những chùm ánh sáng rực rỡ nhảy múa với nhiều màu sắc khác nhau xuất hiện trước trận động đất mạnh 6,8 độ Richter ở Maroc. Đây là hiện tượng có thật và các nhà địa chấn học vẫn chưa thống nhất khi lý giải về cơ chế gây ra ánh sáng động đất này. Theo New York Times, hiện tượng kỳ lạ này được gọi là ánh sáng động đất Earthquake Light và dường như xảy ra phía trên những địa điểm chịu áp lực địa chấn. Giáo sư Karen Daniel, nhà vật lý tại Đại học bang North Carolina, Mỹ cho biết, mọi người đã thắc mắc mãi về ánh sáng động đất, đó là một trong những bí ẩn dai dẳng và chưa bao giờ được giải thích rõ ràng. Những chùm ánh sáng kỳ lạ xuất hiện trước và trong động đất lớn từ lâu đã khiến các nhà khoa học bối rối, nhưng chúng chắc chắn là có thật, theo CNN. Đó là nhận định của ông Jonder, một nhà địa vật lý đã nghỉ hưu, từng làm việc tại Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, cũng là đồng tác giả một số bài báo khoa học về ánh sáng động đất. Trong ấn bản năm 2019 của Bách khoa Toàn thư về địa vật lý đất rắn mà ông Jonder là đồng tác giả, ánh sáng động đất có thể có nhiều dạng khác nhau. Chúng trông giống như tia sét thông thường hoặc một dải sáng trong bầu khí quyển giống như cực quang. Những lúc khác, chúng lại giống những quả cầu phát sáng lơ lửng hay như những ngọn lửa bập bùng nổi lên từ mặt đất như những hình ảnh xuất hiện trước trận động đất ở Maroc. Trước đây, ánh sáng động đất từng được camera an ninh ghi lại trong trận động đất năm 2007 ở Pisco, Peru. Hay một đoạn video được quay ở Trung Quốc ngay trước trận động đất ở Tứ Xuyên năm 2008 cho thấy những đám mây phát sáng lơ lửng trên bầu trời. Ánh sáng động đất rất khó nghiên cứu vì không thể dự đoán trước được. Không biết ánh sáng động đất sẽ xảy ra ở đâu, khi nào và các nhà khoa học cũng không biết nên đặt thiết bị ở đâu để phát hiện ra hiện tượng này. Nhiều chuyên gia nghi ngờ rằng ánh sáng động đất có liên quan tới động đất, theo Cơ quan Khảo sát Địa chất của Mỹ. Tư liệu về ánh sáng động đất đã có nhiều từ thế kỷ trước. Theo giáo sư John Eben, nhà địa chấn học tại Đại học Boston, người đã viết một cuốn sách về lịch sử các trận động đất ở vùng Đông Bắc nước Mỹ. Trong nghiên cứu năm 2014, các nhà khoa học đã tìm ra được những báo cáo về hiện tượng phát sáng trên bầu trời trong 65 trận động đất xảy ra ở châu Âu và châu Mỹ ở thế kỷ 18, 19 và 20. Trong những báo cáo này, có thông tin về loại ánh sáng động đất khác nhau, từ ánh sáng chói lòa trên bầu trời tới ánh sáng tầm thấp ở đường chân trời. Một số ánh sáng động đất kéo dài vài phút, một số khác lóe sáng và tắt như chớp. Ánh sáng động đất cũng được quan sát thấy với nhiều màu sắc khác nhau. Với sự tồn tại của camera hành trình, điện thoại thông minh và mạng xã hội, những dữ liệu phi giai thoại đầu tiên về ánh sáng động đất đã được xác định. Ví dụ, video ánh sáng động đất từng gây xôn xao trong trận động đất Cuero, Mexico vào năm 2021. Giả thuyết về cách ánh sáng động đất hình thành là do ma sát giữa các mảng kiến tạo tạo ra điện, nhưng các chuyên gia đặt câu hỏi về ý tưởng này. Theo giáo sư Daniel, những cách giải thích đó có thể là hồ quang điện do đường dây điện bị rung chuyển bởi động đất. Tuy nhiên, bà và các chuyên gia khác không loại trừ khả năng không có mối liên hệ nào giữa ánh sáng và các sự kiện kiến tạo. Fritz Monfroy, giáo sư tại Đại học San Jose và từng làm việc tại Trung tâm Nghiên cứu AMET của NASA, đã đưa ra một lý thuyết về ánh sáng động đất. Ông Freud giải thích rằng, khi một số tạp chất nhất định trong tinh thể đá chịu áp lực cơ học, chẳng hạn như trong quá trình hình thành áp lực, trước hoặc trong một trận động đất lớn, chúng ngay lập tức vỡ ra và tạo ra điện. Đó là chất cách điện, khi bị tác động về mặt cơ học sẽ trở thành chất bán dẫn. Quá trình này giống như một cục pin, tạo ra điện tích xuyên qua những tảng đá lớn đang trong quá trình dịch chuyển. Chúng di chuyển rất nhanh, có thể lên tới 200 mét mỗi giây. Hiện tượng vẫn chưa có sự đồng thuận giữa các nhà địa chấn học về cơ chế gây ra ánh sáng động đất và các nhà khoa học vẫn đang cố gắng giải mã những bí ẩn về nó.
Ông Freud hy vọng một ngày nào đó có thể sử dụng ánh sáng động đất hoặc tích điện gây ra chúng kết hợp với các yếu tố khác để giúp dự báo một trận động đất lớn sắp xảy ra. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của Báo Vietnamnet. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!